Phim hoạt hình Doraemon, Nobita và Người Khổng Lồ Xanh là phần phim thứ 28 trong series phim giải tập Doraemon Movie. Nội dung xoay quanh chuyến phiêu lưu đầy gay cấn và thú vị của nhóm bạn Nobita tại hành tinh thực vật. Xin chào các cậu, lại là tớ, Nobi đây. Và ngày hôm nay, các cậu hãy cùng tớ đi tìm hiểu về Movie 28, Doraemon, Nobita và Người Khổng Lồ Xanh nhé. Ok, let's go! Mở đầu tập phim Doraemon, Nobita và Người Khổng Lồ Xanh là hình ảnh Nobita đang gặp rắc rối với những bài kiểm tra không điểm của mình. Một cơn gió đã làm tập giấy kiểm tra không điểm bay khắp nơi trong một bãi rác, khiến cho Nobita phải nhặt lại từng tờ. Trong khi nhặt, cậu chợt phát hiện ra một nhánh cây khô héo và với bản tính lương thiện của mình, Nobita quyết định mang nhánh cây về nhà và cứu sống nó. Tuy nhiên, trong khi đang loay hoay trồng cây sau vườn thì mẹ Nobita phát hiện ra và không cho phép cậu trồng nó. Không thể thay đổi được quyết định từ mẹ, như thường lệ, Nobita lại tìm đến Doraemon để cầu cứu sự giúp đỡ. Doraemon đã sử dụng bảo bối của mình để biến nhánh cây nhỏ thành một cậu bé thực vật đáng yêu. Nobita rất thích thú và đặt tên cho cậu bé dễ thương ấy là Kibo, bởi vì cậu chỉ có thể phát ra tiếng ki khi giao tiếp. Sau một quãng thời gian chung sống, nhờ vào sự nhanh nhẹn và hoạt bát chăm chỉ giúp đỡ Nobita làm việc nhà, cha mẹ của Nobita cũng dần dần chấp nhận và yêu quý Kibo như một người con trong gia đình. Tuy nhiên, sau một lần Kibo đang vui chơi cùng với nhóm bạn Nobita thì bằng một sự trùng hợp nào đó, họ đã lạc vào thế giới của hành tinh thực vật. Cùng lúc này, tại hành tinh xanh, các nhà lãnh đạo cấp cao nơi đây đang họp mặt và đưa ra quyết định rằng loài người đang khiến cho màu xanh của trái đất dần biến mất, cần phải thôn tính loài người để giải cứu thế giới. Nhóm bạn Nobita trong quá trình vui chơi tại thành phố Green thuộc hành tinh thực vật đã vô tình nghe được thông tin về phán quyết này của các lãnh đạo thực vật. Thật không may, Doraemon trước đó đã cho Doraemi mượn hầu như là tất cả bảo bối và chỉ còn lại một số bảo bối nhỏ. Nhóm bạn Nobita đã cố gắng trốn thoát khỏi nơi đây và vô tình gặp công chúa Rire, nhưng cô đã cố tình lừa nhóm bạn Nobita rằng mình có thể đưa họ về trái đất với mục đích dẫn dụ nhóm bạn quay trở lại hành tinh thực vật. Cuối cùng, ngay sau khi nhóm bạn Nobita phát hiện mình đã bị lừa thì trùng hợp họ đã gặp Ede, một người dân của hành tinh thực vật, đã giúp đỡ nhóm bạn quay trở lại trái đất. Nhưng lúc này, trái đất đã bị chiếm lĩnh. Trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, Doraemon lại tìm ra bảo bối là đồng hồ đóng băng để đóng băng mọi hoạt động ở hành tinh loài người. Sau khi đóng băng, nhóm bạn Nobita đã nhanh chóng đánh bại người thực vật. Tình thế đã bị lật đổ, các lãnh đạo cấp cao của hành tinh thực vật đã vội vàng triệu tập người khổng lồ xanh bằng cách lợi dụng cơ thể của Kibo, bởi vì Kibo trong hình dạng người khổng lồ xanh có thể quét sạch tất cả loài người, mặc cho Ede đã cảnh báo rằng đó là một kế hoạch nguy hiểm. Nhưng với tình yêu to lớn dành cho Kibo, Nobita đã thành công thức tỉnh cậu bé và cứu vãn tình thế, nhưng đổi lại là sự hy sinh đầy dũng cảm của Ede. Sau tất cả, công chúa Rire đã hứa với người dân ở hành tinh thực vật rằng cô sẽ theo dõi môi trường của loài người để bảo vệ thực vật. Về phía Kibo, sau chuyến phiêu lưu về hành tinh thực vật, cậu đã cảm nhận được rằng mình muốn trở thành một người thực vật tinh thông mọi điều trên thế giới như là Ede, rằng cậu muốn đi khắp vũ trụ để học hỏi nhiều hơn. Kết thúc tập phim, nhóm bạn Nobita đã trở về thế giới loài người một cách yên bình. Về đến nhà, mẹ của Nobita đã gọi cậu và Doraemon xuống bếp để ăn cơm. Ngoài cửa, chiếc giày của Kibo vẫn được xếp cạnh giày của Nobita, như muốn nói rằng dù Kibo đi đâu thì cậu vẫn là một thành viên trong gia đình của Nobita. Ok, như vậy là vừa rồi, các cậu đã cùng tớ đi tìm hiểu về Movie 28, Doraemon, Nobita và Người Khổng Lồ Xanh. Và nếu các cậu cảm thấy video này hay, hãy để lại cho mình một like và một subscribe. Nhớ ấn vào phần chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ trên kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.